muốn màu gì mình xịt màu đó, màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu tím gì đó, hay là xịt 7 sắc cầu vồng luôn cũng được nữa. Ok, xin chào các bạn nha. Hôm nay tiếp tục quay video liên quan tới xương rồng các bạn ơi. Đấy. Cho các bạn xem mấy cái kết xương rồng mình nó có màu không, màu hồng, màu cam này kia rồi đó, màu đỏ này kia đó. Cái đó là cái màu màu thiệt của nó luôn nha các bạn. Nhưng mà ở đây mình có mấy cái gỗ xương rồng này nè. Xương rồng này kêu là xương rồng là sầu riêng nha. Là những cây con thôi, nhưng mà này nó chỉ là màu xanh thôi các bạn ơi. Giờ hôm nay mình sẽ làm cái video xịt màu cho mấy cây xương rồng sầu riêng nha. Đó, ở đây mình có ba gỗ nè. Đấy, một gỗ nè, hai gỗ nè, ba gỗ nè. Giờ mình sẽ lấy ba cái màu khác nhau để mình xịt vô cây này nè, để cho nó lên màu khác cho nó đẹp chút nha các bạn. Tại vì cái màu xanh này mình thấy nó không có được đẹp á. Giờ mình sẽ xịt lên cho nó không, màu nó khác tí hình trồng vô coi nó đẹp như thế nào nha. Rồi, xin mời các bạn theo dõi clip mình nha. Rồi giờ trước tiên mình sẽ gấp mấy cái cây này ra ngoài đây nha các bạn. Đấy, mình sắp ra ngoài đây nè, đó cho nó hàng đều hết xong mình lấy chai sơn mình xịt vô nha. Sắp ra trước đi, sắp cho nó đều hết rồi mình hãy lấy đồ mình xịt. Nguyên gỗ luôn nè, nguyên gỗ trùng một màu luôn nha các bạn.
màu dạng thật luôn. Đây còn bên đây là màu hồng với màu xanh nha. Nó chung sơn lên thì nó nhìn nó lạ hơn các bạn ơi. Giờ mình sẽ đợi cho nó khô tí rồi mình lấy cái này mình trồng vô chậu nha. Nói chung là cái cây này là cái màu không phải là màu thật sự của nó, nhưng mà mình xịt lên như vậy thấy cái màu nó đẹp hơn các bạn ơi. Cái cây mình trồng nó nhìn nó cũng hấp dẫn hơn, nhưng mà nói chung nó không có ảnh hưởng gì tới cái cây hết trơn nha. Tức là mình xịt lên vậy thôi, cái cây nó vẫn phát triển bình thường nha. Đó, đây mình có trồng 3 chậu nè, nói chung là nhìn cũng rất là đẹp luôn. Rồi chắc có lẽ mình sẽ kết thúc video đây nha các bạn. Nếu bạn nào mà cảm thấy thích cái màu này nữa thì mình có thể mua xương đồng gì mình xịt theo cái màu tùy ý của mình nha. Muốn màu gì mình xịt màu đó, màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu tím gì đó, hay là xịt 7 sắc cầu vồng luôn cũng được nữa. Rồi ở đây thì mình chỉ có 3 màu thôi, bạn nào thích xịt màu nào thì mua về xịt riêng nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình nha. Nếu bạn nào cảm thấy thích clip này thì hãy subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp nha. Rồi ok, bye bye.